Ngày Môi trường Thế giới năm 2024 được chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc phát động với chủ đề Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới. Sáng nay, thành phố Tân Uyên và huyện Dầu Tiếng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Tại lễ meeting, lãnh đạo thành phố Tân Uyên đã kêu gọi người dân tình nguyện tham gia thu gom rác, dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời trao tặng 150 cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Tại buổi lễ, thành phố Tân Uyên cũng tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh. Ngay sau lễ meeting, cán bộ và nhân dân các khu phố phường Khánh Bình đã ra quân tổng vệ sinh môi trường trong toàn phường. Lễ meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của các ủy đảng, chính quyền và các tổ chức kinh tế, chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực, thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ sức khỏe người dân, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững của cộng đồng dân cư. Sáng ngày 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiếng phối hợp với các ban ngành đoàn thể huyện đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Lễ phát động nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ công chức và người dân, các tổ chức cộng đồng cùng hành động chung tay bảo vệ môi trường, đặc biệt là giảm thiểu ô nhiễm chất thải nhựa ra môi trường tự nhiên, nâng cao nhận thức về phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa, xem đây là một phần không thể tách rời của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, là nhiệm vụ quan trọng của quá trình phát triển bền vững, gắn chặt với các chương trình dự án, sáng kiến có liên quan tới biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và phát triển sinh kế bền vững. Lễ phát động cũng nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức cá nhân trong việc sử dụng tiết kiệm, hợp lý và bền vững các nguồn tài nguyên. Sau lễ phát động đã diễn ra nhiều hoạt động như tổ chức đổi chất thải nhận quà tặng, ra quân dọn rác trồng hoa trên các tuyến đường ở khu phố 5, thị trấn Dầu Tiếng.